Tháng 9 dương lịch, cá chép vượt môn quan, sau bao nhiêu năm chờ tháng đợi thì thời cơ trong tháng 9 đã đến. Tháng này mặc kệ ai nghèo khó nợ nần, riêng thằng Tài chỉ điểm đích danh, năm cái con giáp này có rất là nhiều tiền ngập tràn trong cơn mưa tài lộc, tiền bạc tài sản thu về tới tấp, cuộc sống vô cùng là giàu sang. Các bạn đã khổ sở nhiều rồi, điêu đứng nhiều rồi, từ đầu năm tới giờ các bạn đã trắng tay nợ nần, hôn nhân đổ vỡ do làm gì cũng thua lỗ, thì trong tháng 9 này xua tan hung tinh, đẩy lùi tà khí, là một tháng mà đổi đời cho cả năm. Chỉ cần các bạn âm thầm lặng lẽ đầu tư là sẽ thu về rất là nhiều tiền. Lặng lẽ mà làm, nhớ là không hùng hạp, không tiết lộ công việc của mình cho bất kỳ một ai, thì y như rằng các bạn làm đâu thắng đó, tiền vàng dư giả, sự nghiệp thăng hoa, không gì có thể cản trở nổi sự thành công của các bạn trong lúc này. Ngay lúc này cờ lệnh đến tay, các bạn không trúng thưởng lớn thì cũng có vận may quả ngọt trời ban. Riêng trong tháng 9 dương lịch này, nhà nào có năm con giáp này đổi đời cho cả họ may mắn thơm lây. Đó là năm con giáp tuổi Dần, tuổi Tỵ, tuổi Thân, tuổi Ngọ và tuổi Tức. Các bạn hãy cùng kiểm chứng xem đúng không nhé.